Sáng 12 tháng 3, tại nhà văn hóa trung tâm huyện Khoái Châu, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình khai mạc lễ hội Xuân Hồng năm 2024. Đây là sự kiện hiến máu lớn nhất sau Tết Nguyên đán. Chương trình diễn ra từ 7:30 tới 16:30. Đến thời điểm này, đã có trên 1.500 tình nguyện viên tham gia đăng ký hiến máu, dự kiến tiếp nhận 1.000 đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị sau Tết. Không khí của lễ hội Xuân Hồng ý, rất là tuyệt vời. Ở đây mọi người rất là háo hức. Có một mong muốn rằng là tất cả mọi người hãy đem yêu thương của mình để chia sẻ với những người bệnh đang cần máu. Mình sẽ hiến máu đến khi nào mà bác sĩ cho phép. Xã tôi thì cũng trên 60 tình nguyện viên có mặt ở đây trong buổi sáng ngày hôm nay để hiến máu. Bản thân tôi hiến máu với hết tiểu cầu đến nay cũng đã được 67 lần. Hiến máu thì không hạn sức khỏe. Mong mọi người đủ thời gian, đủ sức khỏe ấy, tham gia hiến máu. Với thông điệp hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc, chương trình mong muốn mỗi người dân đủ điều kiện sức khỏe, sẵn sàng trao tặng một đơn vị máu quý giá nhân dịp đầu năm mới, góp thêm một món quà lì xì, mang lại may mắn hạnh phúc cho người bệnh, cho cộng đồng và cho chính bản thân người hiến máu. Cũng tại chương trình, nhiều tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phát động chiến dịch Triệu Bước Chân. Đây là chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ sẽ kéo dài từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 21 tháng 4.